Kính thưa quý khán giả đài truyền hình VNTV 55.2, hôm nay chiều Chủ nhật 23 tháng 9, bây giờ là lúc 6 giờ 15 phút. Chúng tôi đặc phái viên của đài truyền hình VNTV đang có mặt tại nhà hàng Kim Sơn để tham dự một cái chương trình của hội Teresa. Năm nay chúng tôi được biết là kỷ niệm 10 năm. Kính thưa quý khán giả, chương trình hội thiện nguyện Teresa nhằm mục đích gây quỹ để yểm trợ các cụ già ở Việt Nam trong gọi là những chén gạo đầy tính nhân ái cho những người già ở tại quê hương chúng ta. Và bây giờ thì lần lượt chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong phần khai mạc của chương trình, cũng như giới thiệu đến quý vị ban tổ chức. Chúng tôi được biết là hội thiện nguyện Teresa do Phó tế nhạc sĩ Vũ Thành An và Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch. Lát nữa đây thì chúng tôi sẽ gặp ban tổ chức. Ngoài ra thì chúng tôi cũng được biết là anh Võ Đời, chị Thu Sương và chị Thanh Nhàn cũng là ban tổ chức tại thành phố Houston vào chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý khán giả, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt để gặp gỡ ban tổ chức. Vì xin những gì còn sâu, vì luôn là
Hội Teresa sinh hoạt, ngày đáng vui mừng. Ghi nhớ, vì nếu không có sự tiếp tay thể hiện lòng từ bi bác ái của quý ân nhân đối với các cụ già, hội đã chúng tôi không có ngày hôm nay. Do đó, nhân dịp này, tôi xin giới thiệu Thầy Linh Hướng. Từ khi mới thành lập gia đình Teresa Hilton của chúng tôi là Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch, xin mời Thầy Bạch. Và kế đến tôi xin giới thiệu anh chị Nguyễn Quẩn là anh chị cả của nhóm Hilton chúng tôi từ khi mới thành lập cho đến nay. Thì đã có, xin mời anh chị Quẩn. Và cũng xin giới thiệu anh chị cả trong nhóm Hilton của chúng tôi hiện nay là anh chị Võ Đời. Xin mời anh chị Võ Đời. Kính thưa quý vị, quý ân nhân, được sự ủy nhiệm của Phó Tế Vũ Thành An, sáng lập viên và là giám đốc hội Teresa Charity, nhóm Hilton sẽ phụ trách và làm mọi cách để mua đủ gạo ăn cho 1.000 cụ già trong một năm, tức là từ đây cho đến tháng 10 sang năm 2013. Con số một cụ này ở nhiều nơi trên quê hương dấu yêu Việt Nam. Chúng tôi vẫn luôn cầu nguyện và hết lòng tri ân tâm tình của quý vị. Với trọng trách tìm cách giúp gạo cho 1.000 cụ ăn trong suốt năm, tức mỗi cụ cần có 10 ký gạo trong một tháng với giá chỉ 7 đô la, nhân cho 12 tháng là 84 đô la cho một cụ. Kính chào tất cả các quý vị hiện diện hôm nay ở đây ạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất là cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. Mặc dù rất là công việc bề bộn nhưng mà vẫn dành thời gian tới đây để mà cứu gương hớt, cứu giúp cho các cụ già đang thiếu đói tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng nhân đây để xin cảm ơn tất cả các quý ân nhân khắp nơi và qua cái phương tiện truyền thông có mặt ngày hôm nay ở đây, chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị đã cùng với gia đình Teresa của chúng tôi trong suốt 10 năm qua giúp gạo liên tục cho trên 14.000 cụ già trên khắp miền đất nước. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý ân nhân, xin cảm ơn các phương tiện, các đài truyền hình, các đài phát thanh. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các quý tình nguyện viên, đặc biệt là tại anh em tại Houston, Texas đã vất vả trong những tháng vừa qua và trong những năm vừa qua để có thể đem lại cho các cụ có những miếng cơm ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi là đặc phái viên của đài truyền hình VNTV 55.2 Văn Đình. Xin kính chào thầy Phó Tế Linh Hướng Nguyễn Sĩ Bạch. Thưa thầy Phó Tế Linh Hướng Nguyễn Sĩ Bạch, chúng tôi được biết là thầy là trưởng của nhóm TESA và ngày hôm nay cũng là ngày gây quỹ để giúp các cụ già ở trong nước. Vậy thưa thầy, trong 10 năm qua thì nhóm TESA tại thành phố Houston đã đi về Việt Nam bao nhiêu lần? Thưa, đi với tính cách cá nhân thì không có đếm được. Riêng cá nhân tôi và gia đình tôi đã đi 3 lần. Ngoài ra các anh chị em khác thì đi lẻ tẻ, có khi một năm họ đi một lần, có khi hai lần, và có khi hai năm họ đi một lần. Dạ thưa thầy, trong những lần chúng ta đi về Việt Nam thì cái chương trình của chúng ta là về tận nông thôn để giúp trực tiếp các cụ. Như vậy thì có cái sự khó khăn nào giữa gia đình TESA đối với nhà cầm quyền ở trong nước thưa thầy? Riêng đối với anh chị em ở Houston đi thì chưa bao giờ bị khó khăn cả. Dĩ nhiên cũng mang tâm trạng như tất cả những người dân ở Houston, những người xa quê hương lâu rồi, thì dĩ nhiên khi đi về trên quê hương là có mang tâm trạng cũng lo lắng, bởi vì không biết cái gì sẽ xảy ra cho mình. Có thể nói là từng nơi, đi từng nơi đều có cái tâm trạng lo lắng đó. Nhưng mà riêng cá nhân tôi là một người phó tế, một người tin tưởng vào sự quan trọng của Thiên Chúa, thì tôi không có sợ gì cả, chỉ có lo một chút thôi. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng những việc tôi làm là vì tôi được kêu gọi, Thiên Chúa kêu gọi tôi để phục vụ những người đau khổ, những người cô đơn, những người nghèo đói. Cho nên cái đó là cái động lực tiềm ẩn ở bên tôi, nhất là tiềm ẩn đối với người ơn gọi của một người phó tế. Thưa thầy Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch, sau cái ngày gây quỹ ngày hôm nay thì gia đình TESA tại thành phố Houston có chuẩn bị để lên đường về gặp các cụ già để giúp trực tiếp cho các cụ trong năm này hay không ạ? Dạ thưa, nói về cái chương trình, có hoạch định chương trình để đi như là một cái hội, như là một gia đình thì thưa là không. Bởi vì số tiền mà quý ân nhân khắp nơi cho gia đình TESA thì đã được gửi về đều đặn. Cho nên khi nào đi là có tính cách cá nhân mà tôi, không có một cái hoạch định, kế hoạch nào cả. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng kêu gọi những anh chị em ở trong gia đình cần phải đi về với tiền túi của mình, với chi phí riêng của mình, để đối diện với sự thật, đối diện với đau khổ, và để cảm nghiệm được cái sự khó khăn của một thân phận con người như thế nào, và từ đó để thêm năng lực hoạt động, thêm niềm vui, thêm sự phấn khởi để hoạt động. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý đài và kính chúc quý ân nhân luôn luôn hạnh phúc, không những với chính mình mà với những người xung quanh của mình. Xin cảm ơn. Trân trọng kính chào thầy Phó Tế Linh Hướng Nguyễn Sĩ Bạch. Kính chào thầy Phó Tế Nhạc sĩ Vũ Thành An
rất hân hạnh chúng tôi là đài truyền hình VNTV 55.2 để có đủ ngân khoản giúp cho các cụ. Vậy thì trước khán giả của đài truyền hình VNTV 55.2, thầy có thể giải bài cái phần đó với khán giả. Vâng, kính thưa ông, kính thưa quý khán thính giả của đài VNTV. Năm 2002 khi bắt đầu chương trình này thì chỉ cần $2 là mua được 10 ký gạo. Nhưng bây giờ để mà mua có thể mà mua một ký gạo ngon đó thì là phải $7. Vì thế cho nên là anh em ở Houston ở đây cũng xin quý vị là $7 cho một củ một tháng. Và anh em tại Houston đây thì đứng ra để cáng đáng 1.000 củ. Thì ước mong rằng là quý ân nhân tại Houston là một cái là một nơi mà phải nói từ trước đến nay đã chứng tỏ một cái lòng quảng đại và rất là lớn lao. Thì tôi rất là tin tưởng rằng là quý ân nhân ở Houston có thể và sẽ giúp được không những là 1.000 cụ mà còn hơn như thế nữa. Hiện nay thì quỹ từ thiện Teresa đã đang giúp cho các ca cụ trên 300 địa điểm. Cho nên là mỗi khi mà chúng tôi về thì chúng tôi cũng không thể nào đi hết được, thì phải qua các vị tu sĩ ở bên đó để các ngài mua gạo để phân phát cho các cụ. Thì nhưng mà mỗi một năm thì chúng tôi đều có về một lần để thăm một số nơi và cũng như là được trực tiếp thăm một số cụ. Là chúng tôi cũng đại diện cho quý ân nhân để mà chuyển cho quý cụ một chút gạo, và đồng thời phải nói rằng là nó chất chứa đầy cái tình thương yêu của những người xa xứ đối với những người còn đang thiếu kém tại quê nhà. Rất cảm ơn những câu trả lời của thầy Phó Thế Nhạc sĩ Vũ Thành An, và hy vọng rằng trong năm tới được gặp thầy cũng ở tại thành phố Houston trong lần cây quỹ kỳ tới. Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn quý ân nhân tại Houston, Texas, đặc biệt là ban giám đốc của đài VNTV luôn hỗ trợ cho quỹ từ thiện Teresa, và chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị được mà luôn luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
100 năm là những người khổ đau kia luôn trồng chất cùng sẻ chia một chút tình ấm lòng nhau. Tâm hồn sẽ dần quên hơn khi mình biết mở tay ôm ai nào khó hơn, thương ai sâu khổ hơn, nghĩa hơn trời. Quý khán giả đài truyền hình VNTV 55.2, trong 2 tiếng đồng hồ vừa qua chúng tôi đã lần lượt gửi đến quý vị gặp gỡ ban tổ chức cũng như những hình ảnh mà cái buổi tổ chức gây quỹ cho các cụ già neo đơn ở trong nước thật là long trọng trong ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng thấy rằng rất là đông quan khách cũng như tất cả các bà con đã trực tiếp đến giúp đỡ gia đình TESA. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả và xin quý khán giả giữ màn hình để theo dõi những chương trình kế tiếp.